Ui, cái gì trước mặt mình vậy? Ủa? Hello mấy cưng. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Và ở tập trước thì mình đã có chế tạo được hai cái mũ cho hai bé rồng của mình nè, cũng như là tiến hành ấp hai quả trứng rồng, một quả trứng rồng hoang dã băng cũng như là một quả trứng rồng enchant. Quả trứng rồng enchant thì đã nở ra bé rồng con rồi nè các bạn ơi, nhưng mà quả trứng rồng mà hoang dã băng á vẫn chưa có nở nữa. Mình không biết có vấn đề gì với quả trứng này không nữa ta. Và đây chính là một con rồng enchant cái các bạn ơi, khá là tốt á, nhưng mà nhìn sơ qua thì cái dàn rồng của mình toàn là rồng cái luôn. Chắc sau này mình phải cố gắng lai tạo ra một vài con rồng đực mới được. Còn quả trứng rồng này thì mình sẽ cố gắng đợi một xíu nữa coi coi nó có chịu nở ra không nhá. Và ngoài ra thì cái vườn mía của mình nó cũng đã được nhân giống ra một xíu rồi nè các bạn ơi. Mấy cây này á mình thấy là thu hoạch bằng tay nè, nó cực kỳ chậm luôn. Đó, nó cực kỳ chậm luôn á các bạn. Rồi, và trong ngày hôm nay á thì chắc mình sẽ làm một cái chỗ farm mía khoáng sản này tự động luôn nhá, để mình có thể chỉ cần mang những cái này đem đi nấu thôi, không cần phải ra để đập từng cây ấy. Rồi giờ mình sẽ nung ra thử nhá, cũng như là sắt nè, kim cương. Đó, nó rơi ra hạt kim cương, và từ cái hạt này á mình có thể nén lại tạo thành những cái viên kim cương đó các bạn ơi, khá là vui luôn. Và mình còn có thể lấy được kinh nghiệm từ việc nấu nướng nữa. Và chắc bây giờ thì mình sẽ làm một chỗ farm luôn đi nhá. Đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị một ít thạch anh nè, redstone cũng như là đá cội để mình có thể chế tạo những cái máy cảm ứng ấy. Công thức của máy cảm ứng thì nó có sẵn ở trong này luôn nè. Đây, khó theo dõi chứ. Rồi, mình sẽ làm khoảng cái máy này thì mình sẽ làm hàng khoảng 9 cái đi nhá. Đây, 9 cái như thế này. Kế tiếp thì mình cần thêm một ít cái piston nữa. Để làm được piston thì mình cần phải có gỗ. Và đây có gỗ luôn nè. Đổi ra ván trước, cũng như là lấy thêm sắt trong này. Ui, sắt với bạc á nó khá là giống nhau luôn nè, để gần nhìn không kỹ là rất là dễ bị nhầm luôn á các bạn ơi. Và giờ thì mình đã có thể làm được 9 cái piston rồi. Ten ten. Kế tiếp là mình cần phải lấy ra một cái xô nước nhá, để mình có thể làm một cái nguồn nước. Mình sẽ đặt ở phía sau cái ngôi nhà của mình đi nhá. Chỗ này nó khá là trống nè, mình sẽ đặt ngay tại vị trí này luôn. Cái này thì khá là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ đặt trước một ô như vậy. Sau đó thì mình sẽ cố định ở phía dưới bằng những cái piston nhá. Đây, mình sẽ đặt 9 cái piston xuống. Sau đó thì mình sẽ đặt tiếp một cái hàng khói theo dõi ở phía trên ấy. Nó giống như cái máy farm mía bình thường của Minecraft Vanilla vậy đó các bạn ơi. Ở đây, và cuối cùng thì mình chỉ cần đặt những cái khói ở phía sau ấy, để cho cái khói theo dõi nó dẫn điện xuống cái piston là được rồi. Đặt ngang như vậy. Đó, giờ thì bất kỳ một block nào đặt ở phía trên á thì nó sẽ đẩy cái piston ra như vậy đó các bạn ơi, và mía của mình nó sẽ được thu hoạch tự động luôn. Và mình sẽ trồng mía ngay đây, cũng như là đặt ô nước ở vị trí này nè. Rồi, mình đã thu hoạch được một hàng mía kim cương rồi. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng xây thêm những cái máy farm mía tự động như vậy nữa, để mình có thêm những cái nguồn khoáng sản khác nhá. Rồi, giờ thì mình sẽ trồng thử một hàng nè. Trồng đầy mẫu vài cây đi. Ở đây, và chuẩn bị nè, mấy cái mía này sẽ tự động bị thu hoạch. Úp. Mình chỉ cần đặt những cái hopper ở phía dưới này thôi là mình đã có thể tiến hành thu hoạch tự động được những cây mía này rồi. Và công việc đó thì mình sẽ làm trong thời gian giữa hai tập nhá. Còn giờ thì mình sẽ đặt tạm vô đây đi, từ từ nó sẽ tự thu hoạch sau. Và kế tiếp thì mình sẽ vô trong nhà và chế tạo thêm một vài thứ trước khi bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi, cũng như là chuẩn bị những thứ cần thiết để mình có thể chế tạo những vũ khí mới trong ngày hôm nay nhá. Và mình vừa phát hiện ra trong đây á nó còn có một cái cây lao nữa các bạn ơi. Công thức của nó thì khá là đơn giản, mình chỉ cần đặt hai cái que như vậy và một viên kim cương thôi là mình đã được một cây diamond spear rồi. Đây là một cây gậy và nó không có phóng được. Mình tưởng là nó phóng được chứ, nên mình thử chế tạo ấy mà về nó chỉ dùng để chém như vậy thôi hả. Và nhìn nó cũng khá là đẹp á các bạn ơi. Coi kìa. Thôi, để bây giờ mình sẽ enchant nó lên nhá. Coi nào, đầu tiên thì mình sẽ enchant cho nó cái dòng sắc bén trước, để cho nó tăng cái sức tấn công lên. Bên cạnh đó thì mình sẽ ép cho nó cái dòng đánh bật lùi đi. Gậy mà đâm một phát thì nó phải lùi lại phía sau chứ. Và cuối cùng đó chính là dòng gây cháy nhá. Đây có thể nói là món vũ khí đầu tiên mà mình enchant cái dòng gây cháy á. Nhưng mà enchant nó không đủ kinh nghiệm rồi. Rồi, cái tiếp đó, thì mình sẽ nâng cấp cái chất lượng của nó lên nhá. Hiện tại thì nó đang bị giảm cái tầm đánh nè, mình sẽ cố gắng nâng cấp nó lên.
Yay, Ray full luôn, tăng cái tốc độ tấn công cho mình kìa. Tốt á nha. Rồi, kế tiếp á, thì mình sẽ chế tạo thêm một món vũ khí mới nữa. Đó chính là cây đinh ba các bạn ơi. Công thức của nó thì mình cần răng của con rồng biển nè, cũng như là cái vải của nàng... Ủa, vải của rồng biển luôn, cũng như là một cái khúc xương rồng. Công thức đó thì mình vẫn có thể chế tạo được. Giờ thì mình sẽ ra đây nè, để lấy cho mình một ít vải của rồng biển, một cái khúc xương rồng, một viên kim cương, cũng như là hình như là răng của rồng biển. Đây, giờ thì đã đủ công thức rồi đó, và chỉ cần ôi chết rồi, mình lấy nhầm vải rồi, vải của rồng biển. Đây nè, cái này mới đúng nè. Cái vải của cái con rồng nước á, nó khá là giống các bạn ơi. Coi nào, đây, búp. Rồi, mình đã được một cái cây trident rồi. Trident tức là đinh ba các bạn ơi. Và coi nào, nó chưa có được nâng cấp nữa hả? Cái này không biết có thay đổi chất được, lượng được không ta? Nhưng mà giờ mình hết kinh nghiệm đi enchant rồi. Nhưng để coi nào, nó có chậm hỏng. Ôi nhưng mà cũng không đủ luôn. Vậy chắc mình sẽ sử dụng tạm nó luôn nha các bạn ơi, mà không cần enchant nhá. Vậy là trong ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng hai loại vũ khí chính. Một đó chính là cây trident này dùng để phóng nè. Kế tiếp là dùng cây spear này để đâm nhá. Rồi khá là ổn đó. Ui. Ui chết rồi, mắc kẹt rồi. À đây, nhặt được rồi. Tưởng đâu phóng sẽ mắc kẹt chứ. À đây đây, test luôn. Búp. Được nha. Wow, nhặt lại. Ủa rồi. Ôi nhưng mà phóng cái này mình đi nhặt ha, mệt chết luôn á. Coi nào, phóng ở đâu vậy? À nhặt được rồi. Cái này chắc dùng phóng chơi chơi thôi mà, chứ phóng để tấn công á chắc khó lắm các bạn ơi. Phóng một phát phải đi nhặt tùm lum hết trơn á. Ui. Cái này chắc cũng tốt nè, mình thấy mình đâm cũng được quá chứ. Được nha, được nha. Rồi, và trong ngày hôm nay á, thì mình sẽ có một chuyến đi tìm một cái loài rồng mới. Đó chính là rồng Terra nha các bạn. Và để đi đến vùng đất đó thì mình cần phải có tọa độ của vùng đất Misa trước. Và chỗ đó thì nó sẽ rất là xa luôn, ở vị trí là -720 ở tọa độ X, cũng như là -4400 ở tọa độ Z á. Là mình phải đi thẳng về hướng bên đây nè, hướng cổ biển á. Nhưng mà trước khi đi á, thì chắc mình sẽ cho mấy bé rồng của mình ăn đi, tại vì hôm trước mình còn dư quá trời thịt luôn nè. Mình cũng đã săn trong cái chuyến khám phá tòa thành được một ít xương rồi, nên bây giờ mình sẽ chế tạo thức ăn cho mấy bé rồng nha. Giờ thì mình sẽ chế tạo Dragon Meal. Đây, công thức của nó là như vậy. Mình cần chế tạo thêm một lần nữa. Rồi, lần này thì được 19 phần ăn. Và hôm trước á, mình còn thừa một phần nữa. Vậy là tổng cộng được 20 phần ăn luôn. Hai bé sẽ có 10 phần ăn nha. Rồi, giờ thì ăn thôi nào. Rồng nào trước ta? Ok, rồng lửa trước đi. Rồi, ăn vô nha. Giờ thì coi nào, đã được... Ủa? Đây, 31 ngày tuổi luôn. Vậy tốt nha, và được 139 máu rồi, gần 200 máu rồi đó. Giờ thì tới bé rồng Ray nè, ăn cho mau lớn giống như rồng lửa nha. Coi nào, giờ thì đã được máu nó ngang nhau các bạn ơi. Và khi nào về thì mình sẽ chế tạo thêm áo giáp cho mấy bé. Còn giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục lên đường thôi nào. Lần này thì chắc mình sẽ cưỡi rồng Moonlight đi. Sắp tới thì mình sẽ tranh thủ cắt vải của rồng Moonlight nữa, để mình có thể chế tạo áo giáp của rồng Moonlight nhá. Còn giờ thì mình sẽ tiến thẳng về hướng phía trước, để cùng nhau đi đến cái vùng đất Misa nha các bạn. Ôi, ở đây có một con rồng hoang dã bị lạc nè. Ôi, thôi nó gồng con à, chắc mình sẽ không quánh nó đâu, tội nghiệp nó lắm. Rồi, giờ thì mình sẽ đi thẳng về phía trước nha các bạn. Đi một lúc thì mình gặp được một ngôi làng nè các bạn ơi. Và như ngôi làng này á, mình chưa có khám phá, để mình vô coi cái nhà của bác thợ rèn này có gì. Và bác này thì đổi cái gì đây? Đổi mũ sắt hả? Tên tên. Hát dùm thạch, tốt á nha. Hát dùm thạch đào lâu lắm nên mình sẽ xin một ít. Và giờ thì mình cần phải có một ít con cừu cái đã, để mình còn chế tạo cái giường. Mình đi mình quên mang theo cái giường mất tiêu rồi. Đây, cầu được ước thấy. Cừu nè. Cái gì? Ý, xin nhá. Rồi, 1, 2, và con cuối cùng, 3. Sau đó thì mình sẽ đặt ba lô xuống và lấy gỗ và làm một cái bàn chế tạo, cũng như là craft một cái giường để ngủ qua đêm nhá. Ui, con hai Rufy nó đập cánh, mình cứ sợ sợ là rồng tấn công không mà. Rồi, ngủ qua đêm thôi nào. Và phía trước mặt mình còn có một cái tòa tháp bằng Nethercrack nữa. Ở phần sàn thì nó được phủ bằng lớp cát linh hồn nên nó sẽ đi rất là chậm luôn. Đó, coi con boss nè. Ui. Dám phá nè, dùng cái này đâm luôn. Ui ui,
phóng rồi nè. Ôi cái cây ấy yếu quá hả? Cái cây đinh ba không có xìu luôn á. Ôi dồi ôi. Ôi tưởng đâu mất luôn chứ. Ây da, ây da. Ôi đâu vậy, đâu vậy? Ủa sao hôm nay mình thấy mình yếu yếu ta? Mà bữa mình mạnh lắm mà, sao hôm nay mình thấy mình yếu xìu vậy? Ui ui, ui nó quýnh mình kìa. Ủa hình như cái này quýnh cái là con này nó bay lên trời hay sao ấy. Mình quýnh một xíu là nó tự động nó bay lên trời à. Ôi dạ chứ. Ui ui. Ui con này ăn gì mà hôm nay mạnh vậy? Ây da, còn rớt xuống cả tàu thành nữa chứ. Ồ, hôm nay làm khó làm dễ nhau đúng không? Được rồi các bạn. Ui hắn nổ rồi. Ui hắn nổ ra một ít kim cương hả? Coi rung đòn này có gì không? Ủa không? Ui chết rồi, còn chết rồi, còn chết rồi. Đừng. Ui hình như cây này quá yếu so với quy định rồi các bạn ơi. Không được rồi, mình phải dùng kiếm rồng thôi. Chứ chiến đấu bằng cái cây yếu xìu như vậy chắc chết á. Rồi giờ tiêu diệt nốt con này thôi nào. Để không thôi chết ở đây thì kỳ lắm. Đánh bại biết bao con rồng mà giờ lại chết với một con boss này sao. Ui ai mà đã bay kịp á, không thôi là chết dưới cú hồi nãy rồi. Ô nguy hiểm, nguy hiểm. Ây da. Ui sao con này hôm nay mạnh vậy ta? Mình đâu bị dính yếu đứa đâu. Ôi con này hình như con thứ dữ rồi. Có vẻ tòa tháp này là tòa tháp nguy hiểm nhất á mà mình từng gặp á. Mấy tòa tháp kia mình khèo 20 hit là con này nó đi đứt rồi. Con này mình khèo nó giờ mình gần chết luôn rồi á. Rồi giờ thì mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi. Con này nó mạnh thực sự luôn ấy, không đùa đâu. Wow, vậy là 11 gặp mấy cái tòa tháp mà bằng Netherrack á, phải né né ra mới được. Quýnh cười cười là chết. Rồi, giờ thì mình sẽ ăn no bụng, vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Và sau đó tiếp tục lên đường nha các bạn. Vô tình đi thì mình phát hiện ở đây có hai con rồng Ron một lượt nè các bạn ơi. Có tới lúc để mình chiến đấu rồi. Nãy giờ ngứa chân, ngứa tay lắm rồi đó. Rồi, chiến đấu nào mấy bạn? Chiến đấu nào? Lỡ đây nào? Ui, không biết kiếm rồng Moonlight có đủ để chiến đấu với hai con này không nữa. Ui, có vẻ không ổn rồi đó. Kiếm mình có 12 sức tấn công thôi. Ui, mấy con này hơi bị mạnh nha. Hôm nay không biết sao nữa mà con boss cũng mạnh. Cũng như là con rồng nó cũng trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường luôn. Hay là mình ngày càng yếu đi ta? Một phần chắc là tại mình đang bị yếu đi đó các bạn ơi. Vì là sắp tới mình phải có một công cuộc nâng cấp vũ khí ha, thật là lớn mới được. Để cho mấy con này không thể nào hạ gục được mình. Và giờ mình sẽ bay lên và hạ luôn con này. Ui, phun lửa hả? Phun lửa này. Chiến đấu trên bầu trời ta cũng rất là mạnh nha. Phun lửa nè. Rồi cắm đầu. Ui vậy. Ui nó chơi tuyệt chiêu. Cắm đầu xuống đất hả? Cắm đầu nè. Ai cho cắm đầu? Ui nó cạp mình hả? Ui sao nay nó mấy con này nó dai vậy ta? Ui đuối rồi hết bay nổi rồi. Ui khỏe nè ai da, khỏe nè, chém người này. Ô chứ mà sao mấy con này nó dai được á các bạn ơi, nó cứ khèo mình liên tục á. Dám đánh mình nè. Hư hết sức ai cho bay. Giờ nó đang xả đó các bạn. Nó đang đâm đầu vô cây để nó chạy nè. Nhưng mà ai cho người chạy hả? Rồi đây chính là hai con rồng kế tiếp mà mình đã tiêu diệt được trên đường đi. Giờ thì mình cùng nhau sơ thịt thôi nào. Con này thì nó sẽ rơi ra cho mình 33 vải rồng luôn. Một con rồng hoang dã ở phía trên mặt đất mà tìm được 33 vải là hơi bị nhiều á các bạn ơi. Mấy con kia nó rơi thỉnh thoảng chỉ có mười mấy cái thôi hả? Rồi và con này thì sẽ rơi ra cho mình thêm được một ít nữa là tổng cộng có 52 vải rồi. Giờ thì mình sẽ đặt ba lô xuống và cất hết những thứ này vô và mang ra những thứ cần thiết thôi. Rồi giờ thì tiếp tục đi thôi nào. Ủa mà chết rồi. Đây thức ăn đây. Mình lỡ cất hết thức ăn luôn chứ. Rồi giờ thì tiếp tục chuyến khám phá thôi các bạn ơi. Trên đường đi lại gặp được mấy bé kỳ lân biển nữa rồi nè. Mình chưa có tìm được cái thủy cung ấy nên chưa có thể thuần phục được. Giờ mình rất là muốn bắt hai bé này về nhà để nuôi luôn á. Ôm nồi khoan. Ok. À con rồng biển con. Rồng biển con. Tát quái ở đây hả? Ai cho người tàn phá ở đây? Gặp kỵ sĩ diệt rồng là
ngươi xác định rồi. Rồi giờ tìm sẽ tiếp tục đi nhá. Như vậy khu vực này đã yên bình hơn rồi đó, không sợ bị cái con rồng biển hồi nãy ăn thịt. Và mình sẽ đi thẳng về phía trước tiếp nha các bạn. Và khu vực này có vẻ đỡ rồng biển hơn hẳn rồi đó. Lúc trước mình đi ngang á, toàn là gặp rồng biển không à, mà giờ thì đã vắng bóng hẳn rồi. À nhưng mà vẫn còn mấy cái nàng tiên cá giả mạo lại đây chuyên gia mê hoặc mấy chàng trai. Dễ dụ hả? Mình không có dễ dụ đâu nhá. Hai tên hả? Cho người biết sức mạnh quá. Ui chết rồi, đinh ba thì dởm vậy. Ui chết rồi, mình chế nhầm đinh ba dởm rồi các bạn ơi. Đinh ba này để đánh tay hả? Ủa đinh ba để phóng mà, sao đinh ba này dởm rồi? Đinh ba dùng để đánh tay các bạn ơi, phóng không được nè. Đó, hình như đinh ba không có tác dụng với mấy cái mũi tiên cá da màu này. Rồi luôn, làm phí hết ba cái răng của con rồng biển luôn. Uổng luôn. Thôi kệ đi, lỡ chế tạo rồi, cũng không thể nào trách được. Và giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục đi về phía trước nhá. Kìa, tiếp tục là mấy bé kỳ lân biển nữa kìa. Rồi giờ thì đi tiếp thôi nào. Đi được một đoạn thì mình lại gặp thêm một cái con rồng biển nữa rồi. Dám ăn thịt mực, ai cho ăn thịt mực ở đây? Ai cho ăn thịt mực? Ui chết rồi. Ui. Nó quật vào đó thế nào mình cũng chết thế mọi người. Dám quật mình hả? Chiến đấu cẩn thận mới được, nó quật trúng là chết nha. Rồi hai hit rồi. Ui dám. À chết rồi kìa. Kiếm mình mạnh thiệt á. Phải nãy giờ dùng cây spear thì chắc chết mấy pha rồi, tại vì cây spear nó rất là yếu luôn. Và con nào con này nó rơi ra được bao nhiêu vải của rồng biển đây? Con này màu tím luôn á. Mình phải farm nhiều một xíu để có thể chế tạo nguyên một set đồ chuyên để khám phá biển luôn. Mình mà có được set đồ đó thì thoải mái mà đi tìm những cái thủy cung luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ đi được một đoạn nữa để coi có đất liền không nhá. Rồi mình sẽ ngủ một giấc trước khi tiếp tục đi về khu vực khó của vùng đất Misa nha các bạn. Cuối cùng thì cũng đến rồi các bạn ơi. Mình đã đến cái vùng đất Misa rồi nè. Và ở đây coi nào. Ui đây chính là quê hương của rồng Terra á. Và có hẳn một cái khu mỏ bảo hàng ở trên mặt đất luôn. Đặc thù của khu vực này á, là có khu mỏ bảo hàng á các bạn ơi. Và có cái lồng spawn nè, mình sẽ đập ra đi phòng trừ hậu quả. Và khu mỏ này nhỏ vậy ta. Nó đang bị phá vỡ rồi nè. Có xe mỏ luôn. Có bánh mì và vàng. Tốt á nha. Rồi đi tiếp về hướng bên đây coi. Nhưng mà không lẽ khu này nó nhỏ đến vậy ta? Mình nghĩ là cái khu này đáng ra nó phải bự lắm chứ. Nhưng mà nó bé xíu rồi các bạn ơi. Bé như vậy thì chắc khó lòng mà tìm được những cái chỗ có chứa quả trứng rồng mà Terra rồi. Ô hy vọng khu này nó không bé như vậy nhá. Rồi mình đã ngủ xong và mình sẽ lấy lại giường và ba lô, tiếp tục đi tìm cái chỗ của trứng rồng thôi. Ui vùng này mà cũng có con dung sa mạc nữa hả? Hai con luôn, một con màu trắng, một con màu đỏ. Này thì dung sa mạc. Dung sa mạc hả? Mà chém vài hết là đi đứt liền. Kế tiếp con này nè. Tắm biển, dung mà đòi tắm biển. Cái gì đây? Worm egg các bạn ơi. Trứng của con dung luôn. Ở đây còn con nè. Đây. Ô, tắc quái ở đây hả? Dám tắc quái. Hình như đây là mùa sinh sản của nó hay sao á. Quá trời trứng luôn nè. Ủa, nếu mà mình mang về mình nuôi không biết nó có chịu nghe lời mà không ta? Mình đang thắc mắc á. Được nha, một xíu mình về mình sẽ thử tìm cách ấp mấy cái quả trứng này nha các bạn. Biết đâu mình lại có thêm thú nuôi mới thì sao? Được á. Rồi, và đây chính là một cái khu mỏ bảo hoang tiếp. Ui, đây có cái rương nè. Có bánh mì và xác cũng như là một cái thẻ tên. Khu vực này thì ôi có cái con skeleton kìa, chắc mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Lạng lách. Nó bắn vô mông con nhện rồi kìa. Ui rồi xong rồi, tình anh em đã bị phá vỡ rồi. Ủa hồi nãy con này nó bắn vô mông con này mà không quánh hả? Bắn đi đúng rồi, đỡ đạn đi. Mình đang chia rẽ tình anh em của hai con skeleton các bạn ơi. Rồi con nào sẽ chiến thắng đây? Mình đoán là cái con này sẽ thắng nè, tại vì nó gây đàm trước á các bạn ơi. Rồi cố lên, ta bắt người đó.
Ui, cái con Skeleton mình bắt nó thua mất tiêu luôn rồi. Ui, pha này đoán sai rồi. Ok, dù sao mình cũng đã tiêu diệt hết rồi. Giờ mình sẽ cắt bớt những thứ không cần thiết vào bên trong nhá. Trước khi tiếp tục đi tìm cái hang của trứng rồng Terra các bạn ơi. Ôi, thôi 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 thôi, không vô nữa. Vô nữa một hồi mình mải mê, mình khám phá khu mỏ, lại quên cái nhiệm vụ chính là tìm hang rồng nữa thì chết. Nhưng mà khu này chẳng lẽ không có chỗ của quả trứng rồng ta? Ở đây có rồng Emerald nè. Ôi, mình muốn có những cái trứng rồng mà Terra. Cố lên mới được. Mình tin rằng sẽ có chỗ trứng rồng đó, nhưng mà chưa biết ở nằm ở khu vực nào thôi. Tại vì vùng đất Misa nữa nó sẽ rất là rộng lớn luôn. À, đi nãy giờ sao mình vẫn chưa gặp nữa. Ui, đừng nói không có là đúng buồn luôn á. Lặn lội ha, mấy ngàn block để tìm đến đây luôn á. Ui, chỗ này có vẻ bự nè. Wow. Tìm kiếm thật kỹ nha các bạn, để không thôi bỏ sót. Và lần này thì... Ui, chết 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 rồi, mình tìm thấy cái hang gì nè. Hang này hình như có mấy cái con bọ ở ngoài sa mạc á. Ui, đi xa đến mức mà nó lót map không kịp luôn rồi nè. Ây da. Ui, hình như mình mới tiếp đất quá mạnh hay sao ấy. Còn có một trái tim luôn. Rồi, vậy là không tìm được cái quả trứng luôn rồi. Ồ, sao buồn vậy ta. Đi một đoạn nữa coi, coi có gặp cái tổ rồng không. Ở đây có xác rồng nè, nhưng mà sao không có mấy cái chỗ trứng rồng ta. Ồ, kỳ lạ thiệt luôn á. Vùng này nó cũng đâu phải là nhỏ đâu, mà sao không gặp ta. Ồ, có rồng hoang dã nè. Thôi, vậy là cái hành trình tìm rồng đã thất bại rồi các bạn ơi. Tìm trứng rồng thất bại rồi. Mình đi 2-3 vòng ở xung quanh khu vực này luôn á, mà vẫn chưa có tìm được cái hang của cái con rồng mà hoang dã nữa. Ở không, rồng nguyên tố chứ, rồng Terra. Tại vì mình chưa có biết cách ấp cái quả trứng rồng Terra nữa, nên phải cố gắng đi tìm cái trứng thôi. Mà vùng đất này cũng không có nữa. Ồ, gì chịu rồi. Chắc là phải tìm một cách nào đó để chúng ta có thể lấy được quả, được cái quả trứng rồng mà Terra rồi các bạn ơi. What? Sao lại rơi từ nơi cao? Ngỗm củ tỏi rồi. Mình chết queo rồi. Nhưng mà không sao đâu, mình sẽ uống à đâu rồi? Cái nhà của mình ở đây. Mình sẽ coi nào. Cái này là cái tọa độ mà mình lúc mình chết á. Và đó là danh sách những thứ mà mình có trong ba lô. Và giờ thì mình sẽ bật bản đồ lên nè, dịch chuyển lại cái chỗ death này coi. Không hiểu sao luôn á. Ui. Ui, tha 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 tha. Nó dịch chuyển mình xuống dưới chứ. Rồi giờ mình đã có. Ôi, anh Reaper, anh Reaper ơi, em yếu xìu rồi anh ơi, em còn có hai trái tim thôi. Ui. Ui. Nguy hiểm quá. Ui, xíu chết rồi. Rồi giờ mình sẽ lấy đồ lại nhá. Ui, may thiệt á. Đồ để nó rơi tùm lum hết trơn rồi nè. Đeo những thứ cần thiết vào trong trước. Rồi, đã đầy đủ rồi rồi đó. Cái OT Tour Ari này thì mình sẽ vứt ra đi nhá. Cái đó thì không cần nữa đâu. Mình định xuống dưới đi thịt con rồng á, nhưng mà chưa nhớ té sắp mặt luôn rồi. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ xuống dưới và tiếp tục thịt con rồng nhá. Uống lọ thuốc nhìn trong bóng tối nè. Đó, sáng trưng liền. Và xuống dưới thịt con rồng thôi. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Hồi nãy là chưa có giáp thôi nha anh bạn. Giờ có giáp là nó sẽ khác liền. Nãy định bắn mình hả? Và trong này thì có những thứ linh ta linh tinh thôi. Giờ thì mình sẽ cà khịa một vài con zombie trước khi tiêu diệt cái con rồng nhá. Mãi mê ngủ, mình té mình lọt xuống dưới này luôn mà vẫn không hay. Con rồng là hình như nó khinh thường mình hay sao ấy. Khinh thường mình nè, khinh thường mình nè. Tìm không ra quả trứng rồng hoang dã là, à không, trứng rồng Terra là mình bạo rồi. Giờ mình sẽ tiêu diệt nó để bớt cơn giận nhá. Rồi nè, ui. Đi ra chỗ khác mấy con Reaper này, đi ra. Trời. Rồi xong rồi, tiếp tục rồi. Mấy con rồng này cứ nó bị đâm đầu vô vách tường rồi nó giật giật hoài luôn á. Mình tìm nó để chiến đấu mà nó cứ giật giật vậy hoài. Ok,
kệ đi, lỡ giật là cho người chết luôn. Rồi đu lên đây cái nè, đu vô. Rồi giờ thì chỉ cần chém nó thôi. Cuối cùng thì cũng xong rồi các bạn ơi, đánh con lộc mà đánh cả buổi luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ tiêu diệt nốt cái đám lính lát của hắn để mình có thể tiêu diệt được, à không, để lấy được cái phần thịt rồng cũng như là bãi và trứng rồng nhá. Trứng rồng thì chưa chắc đâu, tại vì còn hên xui dữ lắm luôn. Rồi giờ thì mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết ra và sau đó lút xác rồng thôi. Rồi dùng gậy đâm nè, bạc rồi chưa, bạc 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 bạc. Hả? Cái phần bụng nó đâu rồi ta? Mình phải lướt cái phần bụng á thì nó mới dễ rơi ra đồ xịn được. Nè, vải rồng nè. Úi, vải rồng á. Đây, 25 cái luôn. Wow, xịn thiệt sự. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Vẫn chưa rơi ra cái gì khác ngoài vải rồng. Thịt rồng. Làm ơn con này rơi ra trứng rồng Emerald đi. Mình thèm cái trứng rồng Emerald lắm rồi đó. Vải rồng không vậy? Lại là vải rồng nữa. Ta-da. Ui, có rồi. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Giờ thì mình đã có được một cái quả trứng rồng Emerald rồi. Giờ coi kỹ là coi nó còn rớt thêm quả trứng rồng khác nào không. Vải rồng của con rồng này khá là nhiều nè. Một stack với 32 cái luôn. Tuyệt cú mèo. Và vậy là hết rồi. Dù sao thì cũng mang được thêm một quả trứng rồng hoang dã khác về rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ cất quả trứng rồng này cũng như là những thứ không cần thiết vào bên trong. Và sau đó thì mình sẽ đi một vòng nữa coi coi có duyên với cái quả trứng rồng mà Terra không nhá. Rồi mình sẽ trở về nhà sau nha các bạn. Trứng rồng đâu không thấy, nhưng mà đi một lúc thì mình lại gặp được một cái ngôi làng của mấy nàng tiên nè các bạn ơi. Để coi nào, mình không có được những cái chai để có thể dẫn mấy nàng tiên về. Chắc bây giờ thì mình sẽ đánh dấu ngôi làng này lại một cái đi. Làng làng tiên nè, đánh dấu màu hồng luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ có dịp á, mình sẽ trở lại đây để dẫn mấy nàng tiên về nhà nhá. Đó, nàng tiên nào mình lại thế nào cũng hello mình cho coi. Thôi buồn ghê luôn á. Lại lần nữa nè, hy vọng lần này sẽ hello nhá. Hello nàng tiên. Thôi ok ok thôi không ở đây nữa, quê rồi. Rồi hello, không hello người ta hết trơn á. Ngôi làng này thì sao? Hello mấy nàng tiên nha. Cùng nè 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 để chọc quê mình nữa. Mình không có TNT á nha, mình mà có TNT thế nào ngôi làng tiên này sẽ cũng tan quan với mình cho coi á. Dám khinh thường mình, thiệt tình nó tức á. Thôi tức rồi, quýnh con rồng này luôn. Cái tội khinh thường mình nè, không hello mình nữa. Mày thì không hello mình. Mấy cái nàng tiên đặc mẹ khinh người, không hello mình, không chào hỏi mình hết á. Mình là không chào mà không có làm gì hết. Ủa mà mấy nàng tiên chọc giận mình chứ phải con rồng này đâu ta. Mà lỡ rồi, lỡ quánh thôi chắc mình sẽ thịt nó luôn đi, chứ để nó còn thấp máu á, nó cũng đâu có làm ăn được gì đâu. Nên mình sẽ tiêu diệt nó luôn nhá. Gửi lời xin lỗi tới người luôn, người xui lắm luôn. Tự nhiên lại gặp mình ngay lúc mình vào nữa chứ. Và mình có được thêm 21 cái vải rồng lửa luôn. Rồi giờ mình sẽ lượn đi một vòng để coi coi chỗ này có gì đặc biệt không nhá. Như vậy thì nhiệm vụ tìm cái quả trứng rồng Terra đã thất bại rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, mình hy vọng rằng trong thời gian sắp tới á, mình có thể tìm được một vùng đất Misa khác và gặp được cái quả trứng rồng Terra. Còn giờ thì chắc mình sẽ ăn một ít thịt đi, rồi sau đó bay về nhà nha các bạn. Cái gì đây? Thấy rồi, thủy cung các bạn ơi. Wow, nhiệm vụ nuôi những bé kỳ lân á đã có thể thực hiện được rồi. Nhưng mà cái này thì đợi khi nào mình có được một bộ giáp chuyên về khám phá biển á thì mình sẽ khám phá nó nha. Còn giờ thì đánh dấu tọa độ lại thôi. Thủy cung, đó, màu xanh nước biển nè. Từ từ sẽ khám phá. Giờ thì tèn tèn về nhà thôi nào. Vui quá luôn á, vừa gặp được một cái thủy cung và còn có được thêm được cái quả trứng rồng Emerald trong ngày hôm nay nữa thì còn gì bằng. Vừa về tới nhà thì mình đã thấy có chuyện không hay xảy ra rồi các bạn ơi. Cái quả trứng rồng băng của mình nó đã bị Umi sao rồi, khi nở ra chỉ còn một vũng nước thôi hả. Có vẻ trứng rồng băng hoang dã khá là khó ấp á.
Vậy là bây giờ mình phải tìm thêm một quả trứng rồng khác rồi. Mấy bé rồng ở đây nhá, anh đi tìm thêm trứng rồng đây. Và bây giờ thì mình sẽ tiến tới cái hang rồng tiếp theo, đó chính là hang rồng 4, một cái hang rồng dưới cái ngôi làng băng của mình. Và hy vọng rằng đây chính là một cái con rồng mà ồ đúng rồi, rồng băng. Được được nha. Nhưng mà mình hết cái thuốc nhìn trong bóng tối rồi, nên mình sẽ làm thêm một lọ nữa đi, nhìn cho nó sáng sáng rồi chiến đấu cho tốt nhá. Rồi, mắt đã sáng và giờ thì mình sẽ tiến lại gần và thử con rồng này thôi. Lần này á mình sẽ sử dụng combo kiếm rồng hoang dã cũng như là kiếm rồng moonlight nhá. Hy vọng cái combo này á sẽ có thể tiêu diệt được con rồng hoang dã này. Ui. Ui con này nó hơi bị mạnh á, nó khèo mình hai hit gần chết rồi kìa. Mình còn quên lấy thức ăn ra nữa chứ. Ồ, khó đây, khó đây. Thức ăn đâu rồi? Đây, mình sẽ ăn tạm cái thịt rồng đi. Thịt rồng ăn nó sẽ bị cháy các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, mình kháng lửa mà. Ăn cho nó ấm luôn, tại vì đây là dùng đất băng giá ấy. Rồi, giờ thì cùng nhau tiêu diệt con rồng này thôi. Mình sẽ sử dụng thanh kiếm rồng này để tiêu diệt nó. Và tiếc một điều á là cây kiếm này nó không có tác dụng lửa với con rồng băng này các bạn ơi, nó bị nhiễm mất tiêu luôn rồi. Nên chắc mình phải cố gắng tìm một cái con rồng lửa nào đó để thịt, rồi sau đó chế tạo một thanh kiếm rồng lửa thì mới có cơ may mà đánh gục con rồng này nhanh thôi. Chứ đánh với sức công như vậy thì khá là lâu để có thể giết được nó. Nhưng mà không sao đâu, trước sau thì cũng giết được mà. Rồi, giờ mình sẽ cố gắng tiêu diệt nó trong thời gian sớm nhất nhá. Nó đã cắn mình một phát trước khi chết các bạn ơi. Và bây giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu xử lý phần xác của con rồng này nhá. Hy vọng rằng nó sẽ rơi ra cho mình những cái quả trứng rồng băng còn kế tiếp để mình có thể ấp và duy trì cái loài rồng này ấy. Rồi giờ tiến hành ấp thôi nào. Thanh kiếm rồng Moonlight may mắn ơi, hãy cho ta khả năng lấy trứng rồng. Rồi mình sẽ chặt một phát hết xác con rồng luôn. Ui. Ủa trứng rồng Sapphire hả? Mà thôi kệ đi, dù sao đây cũng là một loài rồng quý mà. Phải chi rơi ra trứng rồng băng thì hay biết mấy, tại vì mình lỡ ấp xịt một quả trứng rồng băng rồi. Nhưng mà rồng băng mới nhớ, hôm trước mình còn một xác rồng mình chưa lấy mà ta. Đúng rồi á. Đây nè, đây nè, đây là cái xác rồng hôm trước mình chưa lấy nè. Được được được. Cơ hội này thì mình sẽ tiêu diệt. Ủa? Ui cái xác nó lún vô sâu sâu bên trong quá. Mình cần phải vô trong này thì mới có thể lướt được xác của nó. Ui không biết có lấy ra được không đây, nó mắc kẹt lâu quá trời rồi nè. Chặt 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 chặt. Ủa sao rơi ra đi? À rơi 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 rồi. Ủa? Ủa mình chặt dữ lắm mà sao không rơi ra được trơn vậy? Ủa hay là để lâu quá rồi nó mất hết đồ rồi. Biết gì hôm trước mình giết xong á là mình thịt nó luôn rồi. Không để tới bây giờ để cho nó phân hủy đâu, mình cứ tưởng nó không bị phân hủy khi mà mình không có lót chân ra ấy. Ai về nó cũng bị phân hủy luôn. Hơi buồn thiệt luôn á. Mà thôi kệ lỡ rồi. Giờ thì mình sẽ trở về nhà một cái nè. Sau đó ấp thử cái quả trứng rồng này một lần nữa. Mình nghĩ rồng Sapphire nó cũng giống như rồng hệ băng thôi ấy. Cứ cho vô cái ô nước này, đó, nó đóng băng liền nè. Lần này á mình sẽ ấp và canh chừng cái quả trứng rồng này kỹ lưỡng hơn nhá. Chứ để như quả trứng rồng lần trước á nó bị xịt mình rất là ổn luôn. Tại vì công tình mình chiến đấu thì mới có thể nhặt được một quả trứng quý giá mà nó lại xịt. Đã bao giờ các bạn thấy một cái chiếc xuồng bằng obsidian chưa? Nếu chưa đúng không thì bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy nhá. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng 5 cái khối hắc diệm thạch này và đặt theo công thức. Tèn tèn. Mình đã được một cái obsidian bar luôn. Cái này chính là cái thuyền mà obsidian á. Và không biết cái công dụng của nó như thế nào nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau test luôn nhá. Nhưng mà ở đây có anh Enderman meme vô thế giới kim cương hay sao nè. Mình sẽ tiêu diệt anh luôn. Đóng băng nè. Đóng băng nè. Không rơi ra luôn hả? Kiếm mình không có nhặt á nên nó không có rơi. Ủa cái thuyền này giống như cái tàu ngầm vậy đó các bạn ơi. Xuống nước là nó chìm ngõm luôn. Mà không được, cái này nó đâu có vượt địa hình được đâu. Vậy công dụng của cái xuồng này để làm gì? Cái này giống như cái tàu ngầm vậy đó. Ôi, cái mái chèo nó cũng là bằng obsidian luôn, toàn bộ là obsidian hết. Và khi xuống nước thì nó sẽ chìm ngõm một phát luôn.
Wow, cái này đi xuống biển chắc giỡn vui lắm nè. Yeah, được 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 nha. Bây giờ thì mình sẽ bay qua vùng biển một xíu để nghịch với cái thuyền này trước khi trở về nhà và trông cái quả trứng rồng Sapphire nha các bạn. Rồi, giờ leo lên xuồng Obsidian nè. Khám phá biển thôi. Wow, nó chìm xuống đáy một cách nhanh kinh khủng luôn. Nhưng mà nó bơi chậm quá à, không biết nó có tuyệt chiêu gì đặc biệt không nữa. Ui, ui chết rồi, mình tự đắm vỡ cái thuyền rồi. Rồi, đặt thuyền lại nè. Mà cái này nó thì chỉ có thể đặt trên nước thôi. Giờ mình sẽ làm lại một pha cho các bạn xem nhá. Tàu ngầm siêu tốc nè, chuẩn bị lặn xuống nước nè. Một, hai, ba, ngồi lên. Ui, nó lặn nhanh kinh khủng luôn á. Ơ, nhưng mà cái này nó có hay một cái đó các bạn biết gì không? Mình không bị mất oxy. Đúng rồi, chắc đây chính là công dụng chính của nó nè, giúp cho mình không bị mất oxy khi mà ngồi lên á. Nhưng mà lỡ, ôi chết rồi, lỡ bị mấy nàng tiên này dụ rồi. Dụ mình lại đây làm gì? Mình sẽ cho thành cá đóng băng luôn. Này thì dụ mình hả? Dụ sai người rồi. Thành cá đóng băng luôn. Đóng băng nè. Nó dám dụ mình là sai nhá. Mình sẽ làm thêm một pha nữa mới được. Thuyền lặn siêu tốc buồn. Cái này nó còn kinh khủng hơn là cái anh cục Magma Block ở phiên bản 1.14 mới nữa các bạn ơi. Ui, cái gì trước mặt mình vậy? Ủa? Hello mấy cưng.